Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Cục Đại Điện Lạnh nhé. Mà phải điện lạnh nhé các bác nhé. Đây, hôm nay em lên cho các bác một ít máy pha cà phê các bác nhé. Hàng lại về các bác nhé. Đây, một em máy pha cà phê nó sẽ như thế này các bác nhé. Đấy, đây nhé, sẽ đều lên như này. Đấy, mình sẽ cho cà phê vào đây. Đây, xem vào đây các bác nhé. Là ví dụ các cà phê hạt ấy, các bác cho luôn vào đây để xay luôn nhé. Đây, còn nước mình sẽ cho vào đây các bác nhé, nước mình sẽ cho vào đây. Đấy, thế là máy tự sơ pha và xay nhé. Để các bác nhé, em này này có hai cấp độ sơ pha đó nhé. Đây này, mình xay xong rồi. Đấy, đây là mâm này sẽ đun luôn các bác nhé. Đây, cái này hơi bịt luôn, bịt như luôn, còn hàng trong đây đun hộp các bác nhé. Đây, cái này em để lâu rồi. Đấy, thì em quay bên ngoài cho các bác xem. Cốc lốc nhé, cốc nhựa nhé, thủy tinh có nhé các bác nhé. Đấy, hàng Sidoka nhé, hàng Nhật Bản nhé. Đấy, mùa dịch này các bác nào ở nhà ấy, mà cần máy xay cà phê thì liên hệ em nhé. Bán 1 triệu một chiếc các bác nhé. 1 triệu một chiếc các bác nhé. Có rất là nhiều các bác nhé. Đấy, và đây có đàn các bác này. Đấy, đàn có rất là nhiều luôn nhé. Đàn giá chỉ vài trăm nghìn một chiếc nhé. Bác nào cần liên hệ em nhé. Đấy, đây các bác nhé. Cảm ơn các bác theo dõi video. Chào tạm biệt các bác.